Ecomart xin chào anh chị. Ecomart xin giới thiệu tới chị sản phẩm máy xay sinh tố đến từ thương hiệu Philips với mã sản phẩm HR2041-50. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào nhé. Sản phẩm của Philips sẽ được bảo quản trong những cái lớp bìa. Cùng với đó, khi mua sản phẩm anh chị sẽ tặng kèm là sách hướng dẫn cùng với phiếu bảo hành. Đặc biệt là đó là những cái lớp, đây là những cái lớp ni lông chống xước sản phẩm trong quá trình vận chuyển. Đây sẽ là phần cối xay thô. Chị thấy thì đây là sẽ phần cối máy cối xay sinh tố này. Máy sẽ đi kèm là hai cối xay thô và một cối xay sinh tố. Hai cối đấy sẽ đều có lưỡi, sẽ là bằng thép không gỉ, đều là lưỡi, sẽ có bốn lưỡi. Nắp sẽ được làm bằng nhựa, sẽ có hai nắp đi kèm, hai nắp đều là bằng nhựa cách nhiệt. Đây sẽ là phần thân máy. Máy thì sẽ được làm công tắc là anh chị sẽ vặn máy theo cái kim đồng hồ, dễ dàng sử dụng. Sẽ có dây là dây liền. Cái vỏ sẽ làm bằng nhựa cao cấp. Để đặt mua sản phẩm hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin gì, anh chị liên hệ hotline bên trên để được hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn.